Xin chào các bạn, lại là Như đây. Ngày hôm nay thì Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm rất là hot, đó là một cái sản phẩm sữa tăng cân có tên là Serious Mart. Thì thật ra cái dòng sản phẩm Serious Mart này là thuộc thương hiệu Optimum Nutrition, nhưng nghĩ đây là một thương hiệu không còn quá xa lạ với mọi người nữa, bởi vì Optimum Nutrition là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ với lịch sử hơn 33 năm trong ngành dinh dưỡng thể thao rồi, và nó có rất là nhiều sản phẩm hot, đặc biệt là sản phẩm Gold Standard mà đợt vừa rồi Như mới review cho các bạn đó. Thì Serious Mart là dòng sữa tăng cân, được gọi là dòng con cưng của thương hiệu Optimum Nutrition. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem bên trong sản phẩm này có những cái thành phần gì ưu việt mà lại được nhiều người thích như vậy nha. Đầu tiên thì khi nói về một cái sản phẩm sữa tăng cân nào đó, Như sẽ luôn phân tích tới thứ nhất chính là cái nguồn calo mà cái sản phẩm nó mang lại. Bởi vì các bạn biết rồi, cái nguyên lý để các bạn có thể tăng cân đó là nguồn calo các bạn nạp vào cơ thể phải cao hơn cái nguồn calo mà mình tiêu thụ. Thì cái sản phẩm Serious Mart này sẽ là thuộc nhóm là sữa tăng cân cao năng lượng, bởi vì một cái liều dùng của sản phẩm Mart này mang tới cho chúng ta tới 1250 calo, một cái lượng calo rất là cao để hỗ trợ các bạn tăng cân nhanh. Còn về một serving của sản phẩm này thì có 334 gram và còn có 2 muỗng. Thì thật ra nếu mà so với các sản phẩm Mart trên thị trường giống như là Mart Muscle Gainer đi, thì một serving size của nó là 4 muỗng nhưng mà chỉ có 255g thôi, thì các bạn có thể hình dung được là chỉ 2 muỗng mà cung cấp tới 334g, có nghĩa là một cái muỗng của dòng Serious Mart này khá là lớn cho một lần dùng. Vì vậy Như khuyên các bạn nên chia nhỏ cái lần dùng ra, có thể chia ra làm 2 hoặc là 4 lần dùng á, thì nó sẽ phù hợp với mình hơn. Và tiếp theo nữa là về cái hàm lượng gọi là tinh bột, thì một cái serving của sản phẩm này mang tới cho các bạn 253g tinh bột, 50g protein. Thì 50g protein này sẽ hỗ trợ giúp cho cái khả năng là xây dựng cơ nạc trong cơ thể của chúng ta. Tất nhiên nếu mà so sánh với các sản phẩm mát khác, ví dụ như là Mass Muscle Gainer đi, thì một serving của nó 250g có tới 60g protein, dòng này 334g chỉ có 50g protein thôi, thì lượng protein nó hơi thấp một chút. Tuy nhiên so với cái giá thành của sản phẩm Serious Mart này thì mình nghĩ là cái hàm lượng protein nó khá là tương đương với giá thành rồi, bởi vì Serious Mart là dòng mà có giá thành khá là kinh tế so với các dòng mát khác trên thị trường. Và một cái thành phần mà Như thấy cũng khá là quan trọng đó là cái vấn đề mà rất là nhiều bạn gặp phải, đó là nhiều khi mình ăn rất là nhiều nhưng mà cơ thể của mình nó không có khả năng hấp thụ, đó là do cơ thể mình thiếu vitamin và khoáng chất. Thì cái sản phẩm này nó cung cấp tới 25 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể của mình, cho nên nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể, giúp các bạn thật sự dễ dàng để tăng cân hơn. Nãy giờ thì Như chia sẻ khá là nhiều những cái ưu điểm của sản phẩm Serious Mart rồi, và bây giờ thì sẽ tới cái phần nhược điểm của sản phẩm này. Thì cái nhược điểm đầu tiên mà Như thấy sản phẩm này là bởi vì nó là chính của nó là tới từ whey concentrate, thì nó chưa được lọc bỏ lacto, cho nên với những bạn nào mà không có khả năng dung nạp lacto hoặc là dị ứng với lacto thì sẽ không nên sử dụng sản phẩm này. Ai mà không bị vấn đề này thì đương nhiên vẫn sử dụng bình thường rồi. Và cái thứ hai nữa là về cái enzyme hỗ trợ tiêu hóa, thì như thấy trong cái thành phần của sản phẩm này nó không có, cho nên với các bạn nào mà bụng yếu nè, hoặc là từ trước giờ chưa bao giờ sử dụng các sản phẩm mát á, thì khi các bạn lựa chọn sản phẩm này thì các bạn lưu ý nhất như là phải chia nhỏ liều dùng ra, và thay vì sử dụng bình thường người ta một serving của người ta một ngày người ta sẽ 2 muỗng, thì trong cái 3 ngày đầu các bạn sử dụng á, các bạn chỉ nên sử dụng 1 muỗng trên ngày thôi, và nên chia ra từ 2 tới 3 lần sử dụng để cái cơ thể của mình nó có khả năng hấp thụ từ từ và nó thích nghi được với việc mình nạp với lượng calo lớn vào trong cơ thể giống như vậy, thì các bạn sẽ không gặp vấn đề gì cả ha. Và đó là về những cái ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm này. Còn về cái trọng lượng của sản phẩm thì sao? Thì sản phẩm này như các bạn có thể thấy trước mặt mình đây thì nó sẽ có hai cái trọng lượng. Trọng lượng thứ nhất là loại 2.27kg và trọng lượng thứ hai là loại 5.44kg. Thì ở cái size nhỏ này thì thực ra tính ra về liều dùng nó chỉ có 16 muỗng thôi. Thì một hũ như thế này các bạn chỉ xài được trong cỡ 8 ngày thôi. Cho nên nếu mà bạn nào mà muốn trải nghiệm thử, muốn coi thử cái mùi vị nào phù hợp với mình thì các bạn có thể lựa chọn size nhỏ. Nhưng mà bản thân Như khuyên thì các bạn nên chọn size lớn, bởi vì tính về chi phí nó sẽ tiết kiệm hơn. Một bịch size lớn này thì có thể sử dụng được 16 ngày, 32 muỗng, tính về chi phí nó sẽ tiết kiệm hơn. Và các bạn cũng đừng có lo quá khi mà mình thấy nó ở dạng bịch, bởi vì ở trên phía trên của sản phẩm này nè thì nó sẽ có một cái đường zip, cho nên là khi mà các bạn dùng xong mình chỉ cần zip lại thôi là nó có thể bảo quản được cái sản phẩm này rồi mà không có bị ảnh hưởng nhiều. Bạn nào mà lo bị chuột cắn này kia quá thì có thể bỏ vào trong cái hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa nữa để bảo quản tốt hơn. Và cái tiếp theo nữa chính là mùi vị. Như nghĩ đây là một cái yếu tố mà cũng khá là nhiều bạn quan tâm, bởi vì mùi vị ngon thì chúng ta mới có thể sử dụng được mỗi ngày, đúng không nào?
Thì sản phẩm này nó có 4 mùi vị là vị sô-cô-la, vị vani, vị chuối và vị bơ sô-cô-la. Thì như thế cả 4 vị này đều khá là dễ uống so với lại người Việt của mình. Ví dụ như vị sô-cô-la là hầu như rất nhiều người lựa chọn nè. Còn nếu mà bạn thường hay thích pha sinh tố nè, hoặc là pha với sữa, pha với nước trái cây, thì các bạn có thể lựa chọn vị vani, bởi vì nó sẽ không làm mất mùi hoặc là hòa trộn lẫn với cái mùi những cái loại trái cây mà các bạn yêu thích. Thì đó là tất cả những cái gì mà Như muốn chia sẻ cho các bạn về cái sản phẩm Serious Mask này. Và Như thấy cái sản phẩm này giá của nó thì thật sự khá là tốt, khá là sinh viên so với các bạn mà muốn tự bổ sung cái nguồn dinh dưỡng lớn để hỗ trợ tăng cân mà có thể tiết kiệm chi phí, thì Serious Mask là một lựa chọn khá là tốt. Thì Như mong những chia sẻ nãy giờ của mình sẽ phần nào giúp các bạn lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm sữa tăng cân phù hợp với mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho video cũng như là kênh YouTube của iFitness để theo dõi thêm những cái video mới hơn của Như nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.